Trao nhau lần đầu, nụ cười em đã khắc sâu trái tim của anh. Phải làm sao cho quên đi bao nhớ thương về em, phải làm sao cho phút giây đó ngừng trôi mãi. Và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về, gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người. Tình yêu đó anh chỉ trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm, cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay, thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đời. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên, tình anh và em sẽ không phải mờ qua ngàn sóng gió. Và một ngày tiếng yêu thương đó chợt trở về, gặp lại em lòng hạnh phúc mang bao nhung nhớ. Và anh biết mãi mãi trong cuộc đời này thì tình yêu anh đã thuộc về người.
trao cho riêng người thôi. Dù đời thay đổi nhưng trái tim anh nguyện chung tình. Người có biết khi xa em trong lòng nhớ thương đêm từng đêm, cầu mong sao cho chúng ta không rời xa nữa. Dù ngàn năm sau khi trái đất kia có đổi thay thì lòng anh vẫn sẽ chẳng đổi thay yêu người muốn đời. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên, tình anh và em sẽ không phải mở qua ngàn sóng gió. Tình yêu đó em chỉ trao cho riêng người thôi, chỉ trao cho riêng người thôi. Mãi yêu em thôi người có biết. Anh luôn mong chúng ta không rời xa nữa. Có em kề bên, tình anh và em sẽ không phải mở qua ngàn sóng gió. Mùa đông giá rét sẽ ấm nồng có em kề bên, nguyện cho tình ta sẽ không phải mở qua ngàn sóng gió. Miếng cao ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay, kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khan thiết, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau. Đình đám duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương. Đang đang đình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cau ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay. Miếng trầu miếng cau ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay. Miếng trầu miếng cau ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên ngày nay kết chặt vào trăm năm tình đôi lứa, hai họ tình thông ra giờ khan khít, sẽ kết dây tơ hồng đôi lứa nên vợ chồng son sắc son môi duyên trầu cau. Tình đắng duyên thắm duyên nồng, thuyền đã sang sông đậu bến uyên ương. Đang đình đang duyên tốt duyên lành, hạnh phúc trăm năm không hề phai úa. Miếng trầu miếng cau ngày xưa ngày xưa, chữ tình chữ duyên
ngày nay ngày nay miếng trầu miếng cầu ngày xưa ngày xưa chữ tình chữ duyên ngày nay ngày nay ha 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 Yên Nhân, Yên Bồ Linh Bình và đặc biệt
biết cùng nhớ những sánh lễ đủ đầy cùng với thần tộc nội ngoại của hai bạn trẻ trong ngày hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa quý vị ơi, là chàng trai cơ to lịch lãm đẹp trai của chúng tôi, đó là chú rể Minh Quyết của chúng tôi, cũng đang hiện diện tại thần khổng khách của chúng tôi ngày hôm nay. Và trong giây phút yêu thương ngọt ngào này, trung tâm tổ chức sinh nhật hào phú của chúng tôi cũng mong được những sự cổ vũ nhiệt tình của quý vị. Vâng, xin mời quý vị hãy dành những tình cảm, những lời chúc tốt đẹp, chúc cho lương duyên hai nhà chung một ngõ, chúc cho lương duyên đôi đứa được thắm tình, chúc cho đôi bạn trẻ trăm năm tóc bạc duyên còn thắm, muôn thuở xuân say nghĩa vẫn lòng. Và cho phép những người làm chương trình chúng tôi xin được chi trương tuyên bố quay lại đây ăn hỏi cũng như là tay của hai bạn trẻ chú rể Minh Quyết sánh viên cùng cô dâu Hải Yến trong buổi chiều ngày hôm nay chính thức được bắt đầu. Xin quý vị dành những tràng vỗ tay thật to thật trọng nhất để chúc mừng nhé. Gia đình người trai và gia đình người gái, có thể nói sự kiện buổi lễ ăn hỏi của hai bạn trẻ ngày hôm nay diễn ra một cách trang trọng và long ống, đặc biệt là sự thu hút của đông đảo toàn thể quý vị, đặc biệt là bà con nơi xóm. Ai đến đây cũng mong muốn mình cũng chính là những bông hoa tươi thắm để chúc chúc buổi đại lễ ngày hôm nay thành công tốt đẹp. Và ngay sau đây không để quý vị chờ đợi lâu nữa, xin mời quý vị chúng ta cùng trở về với hai phái đoàn gia đình người trai cũng như gia đình người gái chúng tôi ngày hôm nay. Chúng ta sẽ đến với nghi thức đầu tiên, đó là nghi thức vấn danh, nghi thức chạm mặt đầu tiên. Hai bên gia đình sẽ cùng khởi tên đứng dậy để thông báo cũng như giới thiệu các vị chủ chốt đến đôi bên gia đình, cũng như có những cư trường trang trọng để báo cáo gia tiên tiền tổ. Xin thưa ông có bản to thế nữa, đại diện cho hoàng gia gái và ông các bà đại diện hoàng gia trai hôm nay, qua sự tìm hiểu của hai cháu, được sự nhất trí của hai gia đình, cơ quan đoàn thể pháp luật công nhận, hôm nay ngày làm tháng tốt, và nhà ta chúng tôi có lẽ là trước là kính ông lên tiên tổ, sau là trình quốc án. Bước vào trao lễ thì tôi đại diện họ nhà trai xin giới thiệu đi chính lễ ngày hôm nay, giao lễ ngày hôm nay thì gồm có bà ông bạn là ông bà ông viên đội của trung ương, ông Bính, ông Sắc là anh em trong dòng họ, và thôi thì đi ra ngoài xa rồi thì thôi xin các bà, và tôi là ông bác là đại diện trong họ nhà cao, thì tiếp theo chương trình báo cáo thì các nhà gái là như vậy. Cô chồng, bác nói cô chồng. Thì hôm nay ngày là tháng tốt, họ nhà ta chúng tôi là có cơ trầu, rượu, chè, thuốc, gồm có ba lễ. Lễ thứ nhất là ăn hỏi nạp tài, và lễ thứ ba là xin cưới. Trong trình báo cáo thì họ nhà gái thì là sự nhất trí của gia đình, thì trước kia ấy là theo thứ tự là ăn hỏi nạp tài rồi là xin cưới, nhưng mà bây giờ thôi thì nếp sống mới mà cũng là đồng thời cũng là theo cái sự nhất trí của hai bên gia đình, thì gia đình chúng tôi là gộp là một, thôi thì cũng là có thương con giàu, mong là gia đình bên gái là chấp lễ. Vâng, một lần nữa xin quý vị dành những tràng vỗ tay thật to thật đông nhiệt, cảm ơn những lời phát biểu thơm nhất bật như hoa đến từ bác trưởng đoàn gia đình nhà trai ạ. Còn báo cáo về con gái thì biết rồi, đây là Châu Hương. Xin được trân trọng kính mời, 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 x
Kính thưa các cụ, các bà, các cô, dì, chú, bác, anh, chị, em trong hai họ, họ trai và đàn gái và bạn bè giúp đỡ cho hai cháu. Đột thất của đại dạng nhà gái của tôi, hôm tôi xin nhận tự giới thiệu, tôi là chú em ruột của ông nội cháu Yến. Thế bà là tôi hiện nay thường tạm biệt, cho nên là có lẽ các cụ, các ông bà cũng như là người chưa biết. Thế còn hầu như là quê qua đây thì ông bà ông thoát, tức là ông bà cho nội của cháu thì các ông có ông bà đã hiểu biết. Thế thì tôi cũng xin bảo vừa giới thiệu ông Thuận và bà Thư là ông bà nội của cháu Yến. Thế tôi là chú ruột của ông nội. Thế còn tất cả các thí cô thì chú bác anh chị em các ông các bà ở xa thành phố Hồ Chí Minh đội của mọi miền của Tổ quốc hôm nay cũng về rất đông đủ, thì các cụ các bác ông các bà đang ngồi ngoài kia thì cũng không được gây là thông báo giới thiệu. Thế còn quyền bà ngoại gia đình nhà cháu Yến thì xin trân trọng giới thiệu là ông bà ông đại là bà ngoại của cháu Yến. Thế và các cụ các ông các bà các cụ thì chú bác anh chị em bên ngoài cũng về rất đông đủ về dự cái buổi gặp tai ăn hỏi và thủ tục bác ông bà bên ngoài đã đại thế là sự thống nhất của đại gia đình của hai họ thì hôm nay ta gộp và các nước đây cũng cái nếp sống văn hóa mới ta cũng tạo điều kiện cùng ra hai nhà như một hai họ cùng đồng một chung một nhà, cho nên là chúng tôi cũng xin trân trọng giới thiệu. Và cũng rất trân trọng được đây là ơn gia đình nhà trai đã chuẩn bị một cái lễ ăn hỏi đạp tải rất là thịnh soạn chú đáo hoành tráng. Thế mà hôm nay chúng tôi đại diện cho đại gia đình nhà gái họ tộc nhà gái chúng tôi xin đây là chứng kiến cái lễ chào hôm nay giữa bà mẹ chồng và mẹ vợ thế là của cháu Quyết và cháu Tiến. Thế xin trân trọng cảm ơn cô các ông bà. Vâng, xin được dành một tràng hay rất đông nha, cảm ơn những lời phát biểu đầy ý nghĩa đến từ các trưởng đoàn ngoại tộc gia đình này đấy. Chẳng thao
đắp tình thương chứ lâu dài. Ở đôi ta cùng xoay đắp tình thương chứ lâu dài. Cảm ơn tất cả quý khách trong ngày hôm nay rất là nhiều. Xin mời các bạn đi ạ. Để cảm ơn tấm chân tình và ngọc của quý vị ngày hôm nay thì xin mời hai bà trẻ hãy đến từng dãy bàn ghế rót nước mời thưa các vị đại biểu khách quý ngày hôm nay. Xin mời hai bạn ạ. Con có một ca khúc để chúc mừng cho cô chú, bài hát Thuyền Hoa. Yêu đến bất tận, thật đẹp biết bao dấu.
bất ngờ, trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời bên em ngày hạnh phúc. Từ ngày em vẫn luôn mong chờ anh cuối con nơi cuối đường con đường, trao nhau ánh mắt mộng mơ, từng ngày anh vẫn luôn mong chờ em cuối con đường, nụ hôn bất ngờ, trao nhau ánh mắt mộng mơ, một vòng tay ấm đôi ta cùng nhau tới chân trời, thầm mong suốt đời. Một cuốn truyện hay tiếng chim hót đầu ngày và yêu biển vắng. Tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng. Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa, mái tranh dưới hàng dừa và yêu trẻ thơ. Bữa cơm canh cà và điếu thuốc, giấc ngủ không mộng mị. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn. Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây, đâu vui với bạn bè và ly rượu ngon. Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá, tôi yêu những người già. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc jean và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Rượu ngon. Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá, tôi yêu những người già. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc jean và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em. Yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu.
yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa nhà giàu
được sự thống nhất của bên họ nhà gái, nhất trí của chính quyền địa phương, ngày lành tháng tốt là họ nhà trai chúng tôi hôm nay là có cái lễ xin dâu, báo cáo là trước là báo cáo trên tổ, sau báo cáo thì thân các cô, các ông các bà bên họ nhà gái để ngày lành tháng tốt thì như là ta chúng tôi tổ chức lễ thành hôn cho chúng cháu, thì hôm nay là nhà ta tôi có cái lễ để kính dân bên cụ từ các cụ các gia đình nhà ta chúng tôi để chúng cháu về tổ chức về làm riêng ăn thì báo cáo dòng họ và hai bên như vậy. Về trước hết tôi xin giới thiệu là về lễ ngày hôm nay là gồm có ông mà ông bạn tức là thân sinh ra là tức là bố cháu nội ông nội của cháu Quyết, còn bà ngoại của bà Hương ở đây thì là coi như là thông gia với bà Chuyên, còn là ông cậu rồi là ông cậu và cậu bên ngoại đấy của cháu Quyết. Còn ông Lý với ông Bính đây là ông chú em bạn thì báo cáo chung với bên họ là người gái là như vậy. Thì hôm nay là đến tôi là ông bác họ đại diện cho thằng nhà trai. Vâng, xin quý vị dành những trường tay rất đông nhất, cảm ơn những lời phát biểu thường nhất mật yêu hoa đến từ các trưởng đoàn đại tộc gia đình nhà trai ạ. Thân mến, bác đại tộc đến từ gia đình nhà trai, trước hết bác xin chân thành cảm ơn lòng nhiệt tình và sự đón tiếp nồng hậu của gia đình nhà gái đối với gia đình nhà trai. Và ngày hôm nay thì bác cũng đại diện cho phái đoàn gia đình nhà trai có cơ chầu trang trọng nhất trong ngày hôm nay, đó là cơ chầu xin dâu. Mong muốn gia đình nhà gái hãy đón nhận và chính thức cho bạn trẻ ngày hôm nay lên duyên vợ chồng ạ. Vâng, và để đáp lại tấm chân tình của ngọc và chính thức đón nhận nghi lễ xin dâu ngày hôm nay, thì về phía gia đình nhà gái ông bà Chuyên Hoa, cho phép con xin được trân trọng mời một bác trưởng đoàn đại tộc gia đình nhà gái xin có được câu phát biểu cũng như chính thức đón nhận nghi lễ xin dâu. Xin được trân trọng kính mời và kính mời bác. Vâng, kính thưa gia đình nhà trai, cùng chú
của ông cụ Hà và ban Việt Hà họ cùng toàn thể Hồ Hôn. Vâng, trước hết, trước khi vào chương trình, tôi cũng xin chân thành giới thiệu những thành phần của đoàn chúng tôi để chúng tôi hát các cung bài hôm nay để cho đôi bên chúng ta biết để tiện trao đổi trước mắt và lâu dài sau này. Vâng, đây là bố mẹ của Vũ Dương ạ, và mọi người đã biết rồi. Vâng, còn tôi là trưởng đoàn, là bác họ của Vũ Dương, trưởng đoàn ra đây. Vâng ạ, tôi là bác họ của Vũ Dương chú rể. Và đây là ông bà nội của cháu Yến. Vâng ạ, và đây là ông bà ngoại của cháu Yến ạ. Và tất cả là đều có bạn đông đủ tại đây và để tiếp đón phái đoàn nhà trai của các cụ chúng ta. Còn đông tất cả anh em cô gửi chú bác họ hàng rất là đông, nhiều điều kiện trong gia đình chăn là ngồi tất cả ngoài hôm trường kia để chân thành đón tiếp sự có mặt của cụ. Và cũng nãy thì khi đại diện họ nhà trai phát biểu ngày từ khi hai cháu Yến và cháu Thuyết tìm hiểu nhau với anh Chín rồi, và thật sự là những người dân gia đình cùng sự chứng nhận của chính quyền. Và ngày hôm qua thì họ nhà trai đã có cơi dầu đến để làm lễ an hỏi, và ngày hôm nay là ngày trọng đại nhất, gia đình nhà trai đã mang lễ chầu cau đến để lễ xin dâu. Vâng, xin thay mặt họ nhà gái tôi xin chân thành cảm ơn sự chân tình của cụ, và xin thay mặt đại diện cho họ nhà gái xin nhận lễ. Và bây giờ xin mời hai bà mẹ mang nặng đẻ đau hãy cùng lên để trao một lễ. Kính thưa quý vị thân mến, bác trưởng đoàn đến từ gia đình nhà gái, trước hết bác xin chân thành cảm ơn lòng nhiệt tình và sự có mặt đông đủ của tất cả quý vị khách quý, đặc biệt là phái đoàn gia đình nhà trai đã mất chút thời gian vàng ngọc trở về với tư gia gia đình để cùng chúc mừng hai con ngày nay. Và bác cũng giới thiệu các vị chủ chốt đến từ phái đoàn gia đình nhà gái, và bác cũng đại diện cho đoàn gia đình nhà gái chính thức đón nhận nghi lễ trang trọng nhất ngày hôm nay, đó là nghi lễ xin dâu mà gia đình nhà trai đã chuẩn bị đưa đến. Thưa quý vị, và sau đây sẽ là hình ảnh đẹp nhất của hai bên gia đình, đó là người mẹ, đó là mẹ Chuyên Hoa cũng như mẹ Hương, hãy cùng đứng về và trao cho nhau cây chầu trang trọng nhất trong ngày hôm nay, cây chầu xin dâu với sự hiện diện của toàn thể quý vị. Xin được trân trọng kính mời hai mẹ. Khó khăn đi qua bao nhiêu nỗi thăng trầm, đôi lúc anh mệt mỏi chỉ có em ở bên, là người mang đến cho anh những tiếng cười. Em ơi lại gần anh nữa đi, em hãy nhìn thẳng mắt anh này, anh sẽ rất hạnh phúc nếu sớm mai tình giấc, người đầu tiên anh trông thấy chính là em. Làm vợ anh nhé, anh có một bờ vai đủ rộng, một vòng tay ấm, một trái tim luôn thấu hiểu em. Làm vợ anh nhé, anh sẽ luôn là người che chở, mang đến cho em sự bình yên. Oh, oh, oh. Dù mai mưa nắng, anh sẽ luôn là người dẫn lối, buồn vui gian khó đã có anh ở đây sẽ chia. Chẳng cần em phải lo lắng hay bận tâm điều gì, và giờ hãy hứa trọn đời yêu anh. Xin được trân trọng kính mời hai người mẹ hãy cùng với chiếc nón hạnh phúc nhất để
để trở ra sân khấu trao cho nhau với sự hiện diện toàn thể quý vị ngày hôm nay ạ. Để chồng yêu quý đỡ đỏ bầm Mai Thị Hương ngày hôm nay. Vâng, vậy ngày đẹp nhất xin mời hai mẹ hãy đứng hai bên đi ạ. Kết tình cảm của hai nhà cũng như hai con ngày hôm nay ạ. Vâng, và chúng tôi thì muốn toàn thể chúng ta hãy dành cho tình cảm của người mẹ, hai người mẹ cũng như cô dâu rể một tràng pháo tay thật to nữa không ạ? Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều ạ. Xin cảm ơn. Vâng, một lần nữa thì cảm ơn tình cảm của mẹ rất là nhiều. Xin mời mẹ hãy cùng trở về với chúng người của mình ạ. Trong niềm món gì, niềm hạnh phúc thì cha mẹ cũng có một chút vốn động viên ban đầu để trao cho hai con trong ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng những bài tình cảm của cha mẹ chuyên hoa đi ạ. Xin mời chú rể và cô dâu hãy trở nên khán đài hạnh phúc nhất của mình ạ. Vâng, xin mời hai bạn hãy trở lên sân khấu của ban tổ chức chúng tôi. Ông Chuyên và bà Hoa sẽ trở lên sân khấu để trao những món quà hạnh phúc nhất cho hai con ạ. Vâng, cha mẹ sinh hai con ra thì cha mẹ sẽ là người ra vốn nhất ạ. Ra vốn đầu tiên để cho hai con ngày hôm nay ạ. Xin mời cha mẹ ạ. Vâng, kính thưa quý vị, vào ngày hôm nay người mẹ thân thương sẽ người con gái của mình và cha sẽ trao món quà cho người con rể của mình, và từ ngày hôm nay ông sẽ giao người con gái thân thương của mình cho chàng trai rể của mình, và để một trọng trách rất là lớn để dìu dắt món quà này cha mẹ tặng hai con, mong hai con hạnh phúc trên con đường đời. Trước hết cha mẹ có đôi lời, cha mẹ tặng hai ước vài lời vàng son, chiếc quà nhỏ tấm lòng son cha mẹ tặng mà để nuôi con sau này nhớ sinh một gái một trai. Cha mẹ mừng, cha mẹ vui ạ. Thưa quý vị thân mến, chúc bao nhiêu công sinh thành vui sướng. Người mẹ hiền yêu quý ngày hôm nay đã thấy người con gái của mình đã trưởng thành, đã tìm cho mình một nửa yêu thương cuộc đời. Trong niềm hoan hỉ, niềm hạnh phúc, cha mẹ cũng có món quà về vật chất cũng như tinh thần để chúc cho hai con trăm năm tình duyên mãn, bắt đầu nghĩa phu thê. Vâng, xin mời cha hãy trao chiếc nhấn hạnh phúc nhất của mình, món quà để dành tặng cho con rể yêu quý của mình ạ. Trân trọng kính mến hình ảnh đẹp nhất ngày hôm nay, người cha thân thương đang trao cho người con rể yêu quý và sẽ là người con trai chính thức của gia đình chúng tôi trong ngày hôm nay ạ. Xin mời các nhiếp ảnh gia, các nhà quay phim, chúng ta hãy lưu lại những hình ảnh đẹp nhất mà cha mẹ của cô dâu chú rể dành tặng cho hai con ngày hôm nay. Một lần nữa xin quý vị dành những tràng pháo tay thật lâu nhân để chúc mừng, cảm ơn tình cảm cha mẹ cô dâu rất là nhiều đi ạ. Mẹ sẽ cùng trao cho con một món quà thân thương nhất để làm vốn cho hai con trong ngày hôm nay ạ. Một lần nữa thì xin mời những ai có những món quà thân thương nhất của mình hãy cùng đăng ký với chúng tôi để chúng tôi sẽ đăng ký trao những món quà yêu thương nhất ạ. Vâng, và một lần nữa xin quý vị dành một tràng pháo tay thật lâu nhất để cảm ơn tình cảm của cha mẹ chuyên hoa ngày hôm nay rất là nhiều đi ạ. Con gái còn nói theo ạ. Vâng, và những người làm chương trình chúng tôi thì muốn chia sẻ và cô dâu hãy cúi cái đầu thật sâu để cảm tạ công đức cao dày của người cha người mẹ. Xin mời hai em ạ. Vâng, kính thưa quý vị, những giọt nước mắt hạnh phúc mà người mẹ đã nuôi con khôn lớn trưởng thành ngày hôm nay, và những một nước mắt này thì cô dâu cảm ơn bậc sinh thành cha mẹ đã sinh ra con ngày hôm nay, đã kết nối hai con đến với nhau ạ. Và những giọt nước mắt hạnh phúc này thì chúng tôi những người làm chương trình cũng không thể cầm được nước mắt. Vâng, và chúng tôi xin được chân thành cảm ơn tình cảm của người cha, người mẹ đã dành cho hai con. Và xin mời ông Chuyên bà Hoa sẽ chụp lại những ảnh lưu niệm với hai con ạ. Vâng, xin mời cha mẹ hãy lưu lại với hai con của ảnh hạnh phúc nhất ạ. Ê, hãy nở những nụ cười thật tươi lên để chúc mừng cho con gái của mình nha. Trở về vị trí ngồi của mình. Và ngay sau đây thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một món quà nữa, đó là món quà của ông bà nội của cô dâu sẽ chính thức sẽ món quà lên tặng cho hai cháu ạ. Xin trân trọng giới thiệu ông bà. Cầu trường của ban tổ chức chúng tôi, tình cảm của ông bà nội cô dâu ngày hôm nay, ông không xin tôn tư nhưng ông xin ra cha ra mẹ của cô dâu ngày hôm nay. Và ngày hôm nay thì người cháu thân thương của mình đến cho nửa yêu thương của mình đây. Ông bà cũng có món quà yêu thương để ra bố cho hai con. Xin mời bà hãy trao cho hai con những kỷ vật hạnh phúc nhất đi ạ. Vâng, và đây chúng ta hãy dành tình cảm của ông bà một tràng pháo tay thật to đi ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và món quà này bà cũng muốn nhắn nhủ với hai con rằng từ ngày hôm nay, từ giây phút này, hai con đã lên nghĩa vợ chồng, nó đói phải cùng nhau ấm lòng ạ. Vâng, những cái ôm thật thân thiết, quý vị dành một tràng pháo tay nữa được không?
xin cảm ơn món quà của ông bà nội. Và tiếp theo một món quà nữa, đó là món quà của ông bà ngoại ạ. Xin mời ông bà ngoại sẽ trở lên sân khấu để trao những món quà hạnh phúc nhất cho hai con ạ. Ngày ngày hôm nay và rất hạnh phúc cho hai con ngày hôm nay thì sức khỏe của ông bà nội cũng như ông bà con trong ngày hôm nay ạ. Một lần nữa thì cho phép con thay lời cho cô giáo chú rể cảm ơn tình cảm của ông bà ngoại cũng như ông bà nội rất là nhiều. Xin được trân dành một tràng tay thật là nhiều để cảm ơn tình cảm của ông bà hai bên rất là nhiều đấy ạ. Vâng, xin mời ông bà hãy cùng lưu lại với hai con điều ảnh đi ạ. Vâng, một lần nữa cảm ơn tình cảm của ông bà rất là nhiều ạ. Vâng, và ngay sau đây thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một món quà rất giá trị, đó là món quà của người em cô dâu, đó là cậu Hùng. Vâng, kính thưa quý vị, một em bé rất là có món quà yêu thương để tặng cho anh chị và chúc cho anh chị trăm năm hạnh phúc. Một lần nữa thì thay lời cho anh chị cảm ơn em rất là nhiều và chúc em luôn mạnh khỏe. Rồi, rất tốt. Rồi, đây em ơi. Vâng, và chúng tôi xin chân thành những món quà của cô dâu và chú rể thì chúng tôi xin trân trọng giới thiệu một món quà của người anh Quang Huy, anh từ Hà Nội trở về đây với món quà để hạnh phúc. Vâng, thưa quý vị, đây là món quà thân thương của anh trai Huy ngày hôm nay đại diện cho gia đình có món quà để tặng cho em. Một lần nữa thay lời em cảm ơn tình cảm của anh trai rất là nhiều. Xin quý vị dành những tràng pháo tay thật đông nhiệt cảm ơn những tình cảm của đại gia đình nhà gái chúng ta trong ngày hôm nay đi ạ. Cảm ơn cả buổi đại lễ vô quy của hai con trẻ ngày hôm nay được diễn ra một cách rất là thành công. Giờ đó cũng là sự góp mặt của toàn thể quý vị trong ngày hôm nay. Vâng, và giờ vàng, giờ đẹp, giờ hoàng đạo cũng đã đến rồi đúng quý vị. Mà gia đình nhà trai cũng chuẩn bị xin phép cô dâu trở về tư gia làm lễ thành hôn.
quê là một. Thương nhau rồi cho chúng mình bên nhau, chúng mình yêu nhau cho chúng mình. Quê là một, thương nhau rồi cho chúng mình bên nhau, chúng mình yêu nhau cho chúng mình. Chuyện nhỏ to công việc vẫn còn văng vẳng bên tai. Này anh hôm nay anh có thể về về nhà sớm hơn. Buổi tối hôm nay có món anh thích cả nhà chờ cơm. Em ơi hôm nay anh về muộn đang vội đến phòng thu. Bản tin thời sự và mixtape vẫn còn đang ngơ ngủ. Anh biết từ khi lấy em anh chẳng mấy khi phụ em được việc nhà. Cuối tuần vẫn bị hoát hò chẳng cùng em được chuyện gần xa. Thêm ngày lo viết câu hát về người ta thở hơi bao đầu. Đi diễn chỗ này chỗ kia tối về với em cũng chỉ có tay không. Cảm ơn em vì như tháng ngày qua em đã đến bên anh. Cảm ơn em đã là hậu phương cho ước mơ trong anh. Xin lỗi em vì như tối em thức muốn nhịn đói chưa cơm. Anh rất yêu em và con bà này anh xin đưa tặng hai mẹ con giàu. Khi hai ta về một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng, sống chung nhau một đời. Khi hai ta chung một nhà, khép đôi mi cùng một giường, đôi khi mơ cùng một giấc, thức giấc chung một giờ. Khi hai ta chung một đường, ta vui chung một nỗi vui, nước mắt rơi một dòng. Chúng ta đã đang an toàn trong hôn trường. Xin mời tất cả quý vị, chúng ta sẽ cùng an toàn với những dòng bàn rất là trang trọng, chọn cho mình những chỗ ngồi tốt nhất để cùng trở về dự buổi tổ chức hôn lễ cho đôi duyên mới. Thưa quý vị và các bạn, lúc này đây thì hiện diện tại hôn trường cưới của gia đình nhà trai, các cụ các bác đại diện của hai gia đình, cô dâu chú rể cũng đã hoàn tất tất cả những thủ tục theo nét đẹp cổ truyền của người Việt Nam. Con lạc cháu hồng, đó là lễ ăn hỏi, lễ lập tài, và hôm nay là lễ cưới của đôi duyên mới. Với sự nhiệt tình đông đảo của tất cả các cụ các bác, chúng ta đang có mặt trở về nơi đây rất đông để cùng hướng về chúc phúc cho đôi duyên mới nhân dịp đầu xuân năm mới và tổ chức
xin thay lời hai gia đình cô dâu chú rể xin gửi tới các cụ, các ông, các bà, quý vị đại biểu, các anh chị và các bạn thanh niên nam nữ lời kính chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cười, những chào vỗ tay của tất cả quý vị chúng ta đang trở về để cùng hướng về chúc phúc cho đời trên mới. Kính thưa các cụ, thưa quý vị, đúng là hôm nay thiên thời địa lợi nhân hòa, một ngày có thể nói rằng đẹp trời nhất của mùa xuân năm 2019, với chút nắng, với chút gió và chút xe lạnh. Đó là những gì mà ban tặng thiên nhiên đã ban tặng cho đôi trẻ, bốn mùa hội tụ trong một ngày. Hôm qua thì quý vị chúng ta cũng đã thấy rằng trời mưa xuân rất nhiều, nhưng hôm nay thì trời quang mây tạnh, thật là đẹp trời, đúng không? Bên cạnh đó và rất đông đảo các cụ, các bác, quý vị đại biểu chúng ta đang có mặt trở về nơi đây rất đông để cùng hướng về chúc phúc cho đôi trẻ yêu nhau thì tam tư tứ núi cũng trèo, núi lục thất bát, thập kiểu đèo cũng qua. Tất cả mọi người chúng ta đã đang trở về nơi đây với những công việc đầu xuân rất bận rộn, tuy nhiên thì mọi người chúng ta cũng đã gác lại và dành những thời gian thật ý nghĩa để cùng trở về chúc phúc cho đôi trẻ mới. Kính thưa các cụ, thưa quý vị và các bạn, có thể nói rằng trong niềm hạnh phúc lớn lao của các cái miền dân tộc, hạnh phúc trao duyên, hạnh phúc của mỗi mùa xuân đến, hạnh phúc của những đôi trai gái người ta gây dựng trong tình thương của thân nhân, tình thương của bạn bè, và hôm nay đã được lớn lên theo tiếng gọi của tình yêu khi hai trái tim cùng chung một nhịp đập. Thật vậy, buổi hôn lễ của đôi trẻ Minh Tuyết và Hải Yến được sự cho phép của chính quyền của xã Yên Nhân và sự nhất trí của hai gia đình ông bà Chuyên cũng như gia đình bà Hường. Niềm phúc đã đến với hai bạn trẻ Minh Tuyết và Hải Yến hôm nay ngày 24 tháng 3 năm 2019, tức là ngày 19 tháng 2 năm Kỷ Hợi. Kính thưa các cụ, thưa quý vị, cổ nhân có câu rằng hoa đến kỳ thì hoa phải nở, đò đầy người thì đò phải sang sông, đến duyên em lấy chồng, bó công năm tháng, tháng năm đợi chờ. Cô dâu và chú rể lúc này thì đang rất hạnh phúc và thầm cảm ơn cha mẹ, cảm ơn họ hàng hai bên và cảm ơn tất cả mọi người chúng ta đã vun đắp cho niềm hạnh phúc lứa đôi thật đẹp đôi. Và bây giờ thì xin mời cô dâu chú rể sẽ cùng nắm tay nhau đứng dậy để cúi chào tất cả quý vị đã đang và trở về chúc phúc cho đi nhân mới. Quý vị ơi, chúng ta hãy nổi lên những chào vỗ tay thật rộn rã để chúc vợ hạnh phúc. Và xin cảm ơn các cụ, các bác rất là nhiều. Những nụ cười, những tràng vỗ tay tất cả quý vị chúng ta đang liên tục trở về để chúc phúc cho đi nhân mới. Kính thưa các cụ, thưa các bác, anh chị, được biết trong buổi hôn lễ trăm năm của đi nhân mới hôm nay có sự hiện diện của các cụ đại diện của dòng tộc đang an tọa ở phía trong nhà. Những dòng bàn ở phía hôn trường thì đông đảo tất cả các cụ, các bác, quý vị tân khách trên khắp các vùng miền. Chúng ta đã đang trở về nơi đây rất đông để chúc phúc cho đi nhân mới. Và xin mời mọi người chúng ta sẽ ăn chầu uống nước và để cùng hướng về chung vui với niềm vui của gia đình và chúc phúc cho hai bạn trẻ. Cô dâu chú rể hôm nay thoạt nhìn lúc này quý vị chúng ta cũng thấy vâng rất là đẹp đôi, đúng không ạ? Và hôm nay thì cô dâu chú rể đang hiện diện ở dòng bàn danh dự của mình ở phía trên hôn trường. Và cũng cảm ơn mọi người chúng ta cũng đã đang trở về rất đông để chúc phúc cho đôi trẻ. Ở phía hôn trường thì chúng tôi đang thấy rằng chầu trà, bánh kẹo, hạt dưa, đúng không ạ? Bộ phận tiếp tân chúng ta đang rất là chú đáo, tuy nhiên thì thấy ngó rằng không có thuốc lá. Đó là nét đẹp của quê hương Yên Nhân nói riêng và Yên Mô Ninh Bình nói chung trong đám cưới văn minh lịch sự không khói thuốc lá. Và hôm nay thì gia đình cũng đã thực hiện điều đó, được sự hưởng ứng của tất cả quý vị và các bạn. Và giờ này thì xin mời mọi người chúng ta ăn chầu uống nước và sẽ cùng hướng lên sân khấu để cùng chúc phúc cho hai bạn trẻ. Những tình cảm của mọi người chúng ta trở về nơi đây, những món quà vật chất, những món quà tinh thần và những lời chúc phúc tốt đẹp nhất đến với ngày hạnh phúc của đi nhân mới. Và bây giờ thì những món quà tinh thần đó là những ca khúc, những bài hát rất hay của các chàng trai, các cô gái chúng ta đã đăng ký với ban tổ chức và để hát tặng chúc phúc cho đôi trẻ. Người mang đến bản tình ca đầu tiên không ai khác đó là một cặp song ca rất hay của quê hương Vĩnh Lộc chúng ta. Hôm nay rất là vui hai bạn đang trở về để chúc phúc cho hai bạn trẻ với ca khúc Giận Mà Thương. Quý vị chúng ta dành một tràng tay thật to để chào đón cặp song ca này. Lần đầu tiên Đắc Giang xin gửi tới lời chúc cho hai cháu trăm năm hạnh phúc. Và Đắc Giang cũng xin gửi tới lời kính chúc đến tất cả các cụ ông, cụ bà, cùng toàn thể các quý vị đại biểu và các bạn bè thanh niên nam nữ có mặt trong hội trường hôm nay một lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất.
Đan Dương và Bích Hồng. Hôm nay rất là vui các bạn đã hát tặng cho DJ mới một ca khúc rất là hay. Tôi cũng xin bật mí với hai em thế này. Vừa rồi thì tôi cũng đã nghe được đài truyền hình Ninh Bình đã mua lại bản quyền của đài truyền hình Vĩnh Long với chương trình là Tuyệt Đỉnh Song Ca. Nếu như năm 2019 hai em tham gia, tôi là người đầu tiên sẽ ủng hộ cho hai tin nhắn đầu tiên. Vâng, cảm ơn hai bạn rất nhiều với một ca khúc Giận Mà Thương rất hay đã trở về chúc phúc cho đi nhân mới. Và xin mọi người chúng ta hãy tặng cho cặp song ca này một tràng vỗ tay thật to. Và xin cảm ơn quý vị. Còn rất nhiều những bản tình ca tiếp theo, mọi người chúng ta đang tiếp tục cùng trở về để chúc phúc cho đi nhân mới. Giọng hát tiếp theo đó là một người em của bố cô dâu, đúng không ạ? Giọng hát của ca sĩ Trung Kiên. Một tràng vỗ tay thật to và để chào đón Trung Kiên. Là người chú của cô dâu và chắc chắn để chúc hạnh phúc cho hai cháu hôm nay thì Trung Kiên xin gửi tới quý vị và các bạn một ca khúc Anh Còn Nợ Em. Giật mình dây đao. Cảm ơn Trung Kiên rất là nhiều đã mang đến một
một số những ca khúc rất là hay đã trở về để chúc phúc cho đại dương mới. Thưa quý vị, tình yêu là những đề tài muôn thuở mà hôm nay mọi người chúng ta đang trở về để chúc phúc cho đại dương mới. Tình yêu là sự tô điểm vĩ đại, tình yêu làm cho thêm nhiều nở hoa, và tình yêu là chìa khóa để mở ra cánh cửa hạnh phúc. Đúng là hôm nay anh đến với em cũng như bao lần anh đến, vậy mà sao trong lòng bối rối, phải chăng hạnh phúc ngất ngây, phải chăng kể từ nay mình là của nhau trong đời mãi mãi. Và hôm nay chú rể Minh Quyết mang đến cho Hải Yến đóa hoa tươi thắm, từng cánh hoa có vẻ đẹp thần tiên của nó, nhưng sao gặp em bữa nay hoa vội chưa kịp điểm trang sắc đẹp được bằng em. Thưa quý vị, người ta nói rằng gái nhân thì trung trinh thiết hạnh, mà trai như mình vui mình thì khí phách vô đinh, cùng nhau xây dựng gia đình trăm năm hạnh phúc duyên tình dài lâu. Thưa quý vị, hôm nay thì đôi trẻ đã liên duyên chồng tò, đẹp như bông hồng thắm mai không phai. Tuy nhiên thì trong mắt cha mẹ, con cái lúc nào cũng vẫn là nhỏ dài. Trước lúc cô dâu lên xe hoa về gia đình nhà chồng thì các cô các bác đoàn đại biểu bên gia đình nhà gái, hôm nay mọi người chúng ta cũng đã đang trở về rất đông để chúc phúc cho đôi duyên mới. Đúng là con về bên ấy làm dâu, bậc làm cha mẹ cũng có đôi câu dặn dò. Sau đây thì ban tổ chức xin trân trọng kính mời các cụ các bác chúng ta ăn trầu uống nước, sẽ cùng hướng lên sân khấu lắng nghe ý kiến của vị đại diện bên gia đình nhà gái phát biểu trước hôn lễ trăm năm của đôi duyên mới. Xin trân trọng kính mời và kính mời. Kính thưa vị đại diện họ nhà trai, thưa quan viên hai họ, thưa toàn thể hội hôn, trước hết tôi xin thay mặt cho họ nhà gái xin chuyển tới hôn trường lời chào trân trọng nhất. Vâng, đúng là trong lòng chọn lấy một ngày và một ngày chọn lấy một giờ hôm nay. Ngày hôm nay trong không khí đất trời đầy giấy sắc xuân và trong hôn trường lộng lẫy đèn hoa lấp lánh, trước sự chứng kiến của đôi bên gia đình, của quan viên hai họ cùng toàn thể anh em bốn hướng, bè bạn tám phương đã chứng kiến hôn lễ thành hôn của hai bạn Yến Quyết. Vâng, kể từ giờ phút này Yến Quyết chính thức lên vợ lên chồng, và cũng từ giờ phút này cháu Yến đã trở thành dâu con của gia đình bà Hương cùng dòng tộc họ Trương. Vì vậy tôi rất mong muốn là các bậc ông bà cháu bác tiếp tục dạy bảo cháu lớn khôn trưởng thành hơn nữa để làm tròn bổn phận dâu con. Về phía hai cháu, tôi mong hai cháu hãy kết cùng nhau gắn bó đoàn kết một lòng để xây dựng tổ ấm uyên ương cho đến mãn triều xế bóng, làm tròn bổn phận của dâu hiền rể thảo, xứng đáng với lời người xưa dạy: dâu hiền lên gái và rể hiền lên trai. Chúc cho hai cháu trăm năm tình viên mãn, cho đời nghĩa phu thê. Và cuối cùng, trước khi dừng lời, tôi xin thay mặt họ nhà gái xin chân thành cảm ơn họ nhà trai cùng thể hôn trường đã dành cho đoàn chúng tôi sự đón tiếp chân tình và trọng thị nhất, đồng thời xin gửi tới toàn thể quý vị lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thay đặt xin thành cảm ơn. Vâng, và sau đây tôi xin hát một bài để tặng đôi bạn trẻ và hội hôn, bài hát Người đến từ Triều Châu. Vâng, nhạc cụ hoa đại Việt.
lần nữa quý vị chúng ta hãy chúc sức khỏe bác một tràng pháo tay thật to. Vâng, xin cảm ơn những lời phát biểu rất ý nghĩa của bác đại diện bên gia đình nhà gái, và đặc biệt cũng cảm ơn bác với một ca khúc rất là hay đã trở về chúc phúc cho đi trên mới. Đúng là ơn cha mẹ sinh thành dưỡng dục, đạo làm con vững bước đi lên, mong sao hạnh phúc lâu bền, dâu hiền rể thảo, đôi bên thuận hòa. Đáp lại công đức mẹ cha cho tròn chữ hiếu mới là đạo con. Và qua ý kiến và lời phát biểu của vị đại diện bên gia đình nhà gái, cảm ơn rất nhiều tới các cụ các bác, đoàn đại biểu bên gia đình nhà trai. Đúng là đón khách như đón mùa xuân mà tiếp khách như tiếp những người thân trong nhà. Và bác cũng đã hát một ca khúc Người đến từ Trường Châu thật hay, thật ý nghĩa để chúc phúc cho đời mới. Xin chân thành cảm ơn bác rất là nhiều. Kính thưa các cụ, thưa quý vị, ai sinh con ra thì cũng đều mong cho con khôn lớn, lớn lên rồi thì đảng chắp cánh cho con. Làm trai mong được thơm danh tiếng, chín sức sắc đèn nợ nước non. Đến nay con đã lớn khôn, mừng công cha nghĩ mẹ sớm chiều lo toan. Họ gái phát biểu rồi, họ trai có đôi lời để cảm ơn. Và sau đây ban tổ chức xin trân trọng kính mời tới ý kiến và lời phát biểu vị đại diện bên gia đình nhà trai phát biểu trước hôn lễ của đứa diễn mới. Xin trân trọng kính mời bác. Kính thưa các cô, các ông, các bà cùng toàn thể con viên hai họ, hôm nay ngày lành tháng tốt, hai họ tổ chức xe duyên cho hai cháu. Tôi đại diện họ nhà trai xin phát biểu một số ý kiến. Thứ nhất, xin cảm tạ tấm lòng nhiệt tình của hai bên dòng họ, họ trai họ gái không kể đường xa xa xôi về đây để vui chung cùng với gia đình chúng tôi tổ chức hôn lễ cho các cháu. Và kể từ ngày hôm nay là tôi đại diện họ nhà trai là Chim Nhân, là cháu Yến là chính thức làm dâu họ nhà trai của tôi, và cháu Quyết làm rể họ bên nhà gái. Cuối cùng là không biết gì nói gì hơn là xin kính chúc các toàn thể các quý vị, các tân quý khách, công các bà gần xa có một sức khỏe dồi dào, hạnh phúc trong hàng ngày và vui tươi trong cuộc sống. Xin hết. Xin chân thành cảm ơn lời phát biểu của vị đại diện bên gia đình nhà trai. Với những lời vàng ý ngọc, bác đã trở về chúc phúc cho đi chân mới. Đúng là bác gửi lời chào thân ái, chúc hai họ rồi thông cảm đến mọi người. Biết lấy gì quý nhất trên đời bằng món quà bác để lại mà thôi. Chúc mừng hạnh phúc lứa đôi hôm nay và cả cuộc đời mai sau, trọn đời chung sống bên nhau, thủy chung chồng vợ cho tương lai đẹp bền. Lời phát biểu vị đại diện bên gia đình nhà trai cảm ơn rất nhiều tới những tình cảm của các cụ các bác, đoàn đại biểu bên gia đình nhà gái, bên gia đình nhà trai, quý vị tân khách trên khắp các vùng miền. Chúng ta cũng đã có những thời gian thật ý nghĩa trở về chúc phúc cho đi chân mới. Và một lần nữa tôi xin mời tất cả quý vị chúng ta hiện diện tại nơi đây sẽ cùng cảm ơn và chúc sức khỏe hai vị đại diện của hai gia đình bằng những tràng vỗ tay thật to. Xin mời quý vị. Hôm nay hai em Minh Quyết và Hải Yến họ sánh bước bên nhau, trời se lạnh, có mẹ, có cha, có cô bác xóm làng, bốn mắt nhìn nhau như chung bầu tâm sự, chung một cõi lòng và chung cả trái tim. Hôm nay đây trao em chiếc nhẫn đính hôn, thay lời hẹn ước thủy chung năm nào. Thời gian cách trở đôi nơi, sông sâu, biển lớn, nắng mưa quản gì. Nhẫn này thay trái tim ta, hôm nay ngày cưới ta dành tặng nhau. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong ngày cưới của đi mới đó là giây phút cô dâu chú rể trao nhẫn cưới. Với sự chứng kiến của tất cả quý vị, xin mời cô dâu chú rể sẽ đứng dậy để trao nhẫn cưới với sự chứng kiến mọi người. Và mọi người chúng ta sẽ cùng hướng lên sân khấu. Và thưa quý vị, giây phút thật ý nghĩa, giây phút cô dâu chú rể trao nhẫn cưới với sự chứng kiến của tất cả quý vị, xin mời mọi người chúng ta sẽ trăm năm hạnh phúc chẳng rời xa nhau. Chúc đôi trẻ trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và bây giờ hai em thực hiện điều đó đi ạ. Pháo điện nha, một phần pháo điện nữa, chúng ta sẽ đổ pháo điện nha. Vâng, xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cảm ơn rất nhiều mọi người chúng ta đã cổ vũ và chúc phúc cho đi chân mới. Như vậy là giây phút khoảnh khắc đáng nhớ nhất, cô dâu chú rể trao nhẫn cưới để rồi thay cho những lời thề non hẹn biển, quyền phúc bên nhau trọn đời với sự chứng kiến mọi người. Và bây giờ thì xin mời đôi trẻ sẽ kế bên tay phải cánh gà để tay trong tay cắt các ba tầng bánh phu thê. Và xin mời hai em. Một phần pháo điện nào, chúng ta chuẩn bị ạ. Thank you.
tặng bánh tình yêu trong ngày đời trẻ lên duyên chồng vợ. Đúng là tay nâng bía muối chấm gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Bánh này xin được gắp ra trắng như trăng sáng giữa ta với mình. Quý vị chúng ta hãy chúc mừng phương chân đời trẻ bằng những tràng vỗ tay thật to lên đi ạ. Xin mời ạ. Thôi cảm ơn quý vị rất là nhiều. Chú rể tay trong tay cắt những trường nhờ tặng bánh tình yêu. Và bây giờ thì xin mời cô dâu chú rể tiếp tục kế bên tay trái gánh gà để tay trong tay rót những ly rượu hồng. Và xin mời chú rể chai rượu đầu tiên thì xin mời chú rể hãy lắc thật mạnh và đôi trẻ sẽ tay trong tay rót lên tháp ly. Giây phút này đây thì cô dâu chú rể cũng đang rất là hạnh phúc, cũng được sự hưởng ứng cổ vũ của tất cả các cụ, các bác, quý vị đại biểu chúng ta đang có mặt trở về để chúc phúc cho đi mới. Và cô dâu chú rể tay trong tay sẽ rót. Và thưa quý vị, chai rượu đầu tiên xin mời đôi trẻ sẽ rót lên tháp ly. Rượu cưới là nét đẹp của các nước phương Tây và mới đây thì cũng được sự hưởng ứng của các chàng trai, các cô gái người Việt Nam rất thích thú điều này. Những ly rượu sẽ được tuôn trào như tình yêu của đứa đôi. Và bây giờ thì xin mời tất cả mọi người chúng ta hãy nổ lên những tràng vỗ tay thật giòn giã nữa. Vâng, để cùng chúc mừng phút chân đi chân mới. Và xin cảm ơn quý vị. Chúng ta sẽ hướng lên sân khấu phóng viên truyền hình của các đài truyền hình, đài truyền hình VTV3, đài truyền hình VTV1, VTV2. Lót thật mặt đi chú rể ơi. Vâng, xin mời tất cả nhịp điệu của ban nhạc và đặc biệt là với những chiếc tháp ly đang được tuôn trào thật đẹp mắt. Cô dâu và chú rể tiếp tục dắt lên tháp ly. Thưa quý vị, siêu nồng kết nghĩa. Bây giờ chào tay thật to nữa đi ạ. Để cổ vũ và chúc phúc cho đi trên máy ạ. Vâng, cảm ơn quý vị rất là nhiều. Đã thực hiện xong. Cảm ơn các quý vị rất là nhiều. Những sự cổ vũ của mình. Vâng, hạnh phúc. Và xin cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Vâng, xin cảm ơn. Xin cảm ơn cô dâu và chú rể đã uống cả ly rượu. Và mọi người chúng ta cũng cầu chúc cho đôi trẻ hạnh phúc bên nhau trọn đời với những tràng vỗ tay của mọi người. Thưa quý vị, vào giờ này thì cô dâu và chú rể đã uống cạn ly rượu. Chú rể ơi, bác hỏi thật cháu là hai cháu yêu nhau lâu chưa? Dạ yêu lâu rồi ạ. Lâu phải phải thật hôn lần nào chưa khai kẽ? Chưa. Chưa. Chú rể chắc chắn rồi. Chưa hôn lần nào. Hôm nay muốn hôn không? Có. Điều đó thì chú rể muốn từ lâu rồi đấy. Vâng, chưa được hôn người con gái nào lần đầu tiên trong đời. Và hôm nay thì chắc là giây phút này sẽ là lần đầu tiên. Cô dâu đang tủm tỉm cười. Chú rể lúc nãy con nói thật là cô bảo đúng là lần đầu tiên chưa được hôn cô con gái nào trong đời. Thì hôm nay được hôn cô dâu lần đầu tiên. Không biết là hôn ở đâu. Tôi bật mí với cháu thế này. Nếu mà bây giờ thì cháu hôn vào đôi má xinh xắn của cô dâu thì cho con gái đầu lòng. Hôn vào đôi môi gợi cảm để có con trai đầu lòng đúng không? Còn tối nay hôn đầu tùy được không? Được chưa? Quý vị ơi, chúng ta hãy chuẩn bị dành những tràng vỗ tay thật to được không? Để cổ vũ ạ. Và xin mời chú rể sẽ hôn cô dâu với sự chứng kiến của quý vị đi ạ. Được không ạ? Mọi người chuẩn bị ạ. 3, 2, 1, chú rể hãy thực hiện đi ạ. Những tràng vỗ tay thật to quý vị ơi. Tôi chưa thấy đủ hôn nào mà nhanh đến mức như vậy. Đáng nghĩa cái này.
này là chú rể phải hôn nhiều rồi, phải tập duyệt rồi chứ đúng không ạ? Vâng, Kiếm cảm ơn mọi người rất là nhiều đã cùng cổ vũ và chúc phúc cho đi nhân mới. Thưa quý vị, hôm nay thì đôi trẻ đã nên sinh ra chồng vợ, người thân trong gia đình, đặc biệt là cha mẹ, anh chị em đang rất vui mừng phấn khởi. Hôm nay thì muốn dành những kỷ vật cưới để chúc phúc cho đi nhân mới. Tôi xin trân trọng kính mời cô dâu chú rể sẽ cùng đứng dậy để nhận những món quà của những người thân. Xin mời người mẹ hiền của chú rể sẽ đứng lên sân khấu để trao quà cho hai con. Vâng ạ, xin mời mẹ. Mỗi người chúng ta dành tặng những món quà, món quà vật chất, món quà tinh thần và những lời chúc phúc tốt đẹp nhất để cầu chúc cho đôi trẻ trăm năm tình viên mãn, bạc đầu nghĩa phu thê. Và người mẹ cũng đang dành món quà thật ý nghĩa của mình để chúc phúc cho hai con. Và xin mời tất cả quý vị giây phút này đây sẽ cùng hướng lên sân khấu và chúc sức khỏe người mẹ hiền. Cảm ơn người mẹ hiền rất là nhiều. Bằng những tràng vỗ tay thật to quý vị ơi. Và xin cảm ơn quý vị rất là nhiều. Thưa quý vị, các anh chị và các bạn, đó là món quà của người mẹ hiền của chú rể Minh Quyết. Rất là vui mẹ đã trao quà chúc phúc cho hai con. Và trong lúc mẹ trao quà thì tôi có thấy rằng mẹ ghé tay người con dâu có dặn rằng quà này thì mẹ tặng cho hai con. Chúc cho hai con hạnh phúc trên con đường đời. Chúc phúc mẹ có đôi lời, chúc hai con hạnh phúc trọn đời nghe con. Nói xong người mẹ tủm tỉm cười, hết sang năm có cháu mẹ còn cho thêm. Cảm ơn mẹ rất là nhiều với món quà để chúc phúc cho hai con. Thưa quý vị, còn rất nhiều những món quà nữa. Mọi người chúng ta đang trở về để chúc phúc cho đôi duyên mới. Sau đây thì quý vị chúng ta sẽ cùng hướng lên sân khấu với món quà của chú Thím Quynh và cô Sen, là những người thân trong gia đình đang trở về để trao quà cho đi mới ạ. Này là người chú của chú rể, đó là chú Quynh, và người cô của chú rể là cô Sen. Hôm nay thì cũng đang rất vui trao quà cho hai cháu và cũng không quên chúc hai cháu hạnh phúc bên nhau trọn đời. Xin cảm ơn người chú và người cô của chú rể rất là nhiều. Quý vị chúng ta hãy dành những tràng vỗ tay thật to. Vâng, để cảm ơn và chúc sức khỏe. Xin cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn rất nhiều. Còn rất nhiều những món quà nữa, mọi người ta chúng ta đang tiếp tục trở về để chúc phúc cho đi nhân mới. Tôi được biết gia đình của Việt Nương là người bạn rất thân của bố mẹ cô dâu, hôm nay cũng có mặt trong ngày cưới của hai cháu. Và xin mời gia đình Việt Nương sẽ lên trao quà cho hai cháu ạ. Gia đình Việt Nương chúng ta sẽ lên sân khấu để trao quà cho đi trẻ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Liên tục là những món quà chúng ta cầu chúc hạnh phúc cho đi nhân mới. Vâng, xin cảm ơn gia đình Việt Hương rất là nhiều với món quà chúc phúc cho đi mới ạ. Vâng, chúc sức khỏe gia đình hạnh phúc và thành đạt. Xin quý vị chúng ta dành một tràng vỗ tay thật to. Vâng, xin cảm ơn rất là nhiều. Xin hỏi tất cả quý vị ở bên gia đình nhà gái, bên gia đình nhà trai ở phía dưới chúng ta còn quà để trao cô dâu chú rể không ạ? Còn quà chúng ta tiếp tục lên trao ạ. Vâng, xin cảm ơn mọi người rất nhiều. Thưa quý vị, hôm nay thì có lẽ rằng ngày cưới của đôi duyên mới, chú rể Minh Quyết có tâm sự với ban tổ chức rằng hôm nay thật sự cháu rất là vui. Lúc này thì không biết nói điều gì để tặng cho người vợ thân thương của mình và để cảm ơn tất cả mọi người trở về chúc phúc cho hai cháu hôm nay. Thì tận đáy lòng mình, lúc này chú rể đang rất xúc động. Đặc biệt là cũng bật mí với mọi người là chú rể hát rất hay. Đó là một giọng hát vàng của thôn Vĩnh Lộc đấy ạ. Và hôm nay thì rất vui là một điều rất đặc biệt, chú rể sẽ hát trong ngày cưới của mình tặng cho người vợ thân thương của mình, cũng như để coi đó như là lời cảm ơn mọi người. Và xin mời mọi người chúng ta hãy hướng lên sân khấu và dành một tràng vỗ tay thật to để lắng nghe giọng hát của chú rể Minh Quyết. Và xin mời. Lâu lên cùng đi, lên cùng đi em. Cầm bố An nữa, cầm bố An nữa. Vâng, tất cả các ông bà, cô dì, chú bác đã mất chút thời gian về tại hôn trường và chúc phúc cho hai ông cháu. Thì cháu xin gửi tới toàn thể ôi hôn bài hát ngày cưới ạ. Thank you.
chỗ ngày hôm nay đến rồi. Lúc anh thức dậy lòng bỗng thấy xôn xao, ngày hôm nay ngày vui nhất trong cuộc đời, ngày em sẽ là một nửa của anh. Tiếng chuông ngân lên giờ thương đêm đêm rồi, mắt em long lanh giọt nước mắt khẽ rơi, niềm hạnh phúc như để cảm ơn mọi người. Và một lần nữa xin mời tất cả quý vị chúng ta dành cho cô dâu chú rể một tràng vỗ tay thật to được không? Vâng, xin chân thành cảm ơn. Ban nhạc cũng vừa thống nhất nhanh với nhau rồi. Chú rể hát rất hay. Bộ âm thanh này và toàn bộ dàn nhạc này tối nay ban nhạc sẽ để tại căn phòng cưới kia và để dành riêng cô dâu chú rể hát hết đêm nay. Đúng không? Xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã cổ vũ và chúc phúc cho đi mới. Thưa quý vị, và sau đây thì để cảm ơn đáp lại những tình cảm mọi người, chúng ta đang trở về chúc phúc cho đôi trẻ thì xin mời cô dâu chú rể lại tiếp tục đến với những dòng bàn để rót nước, mời các cụ các bác các anh các chị chúng ta ăn chầu uống nước để có Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Vâng, xin cảm ơn giọng hát của nữ ca sĩ Thanh Lâm. Vừa xinh gái mà hát lại hay, thật là tuyệt vời đúng không ạ? Một lần nữa quý vị, chúng ta hãy tặng cho bạn một tràng vỗ tay thật to nữa. Vâng, xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Xin cảm ơn Thanh Lâm với ca khúc rất là hay, bạn đã trở về chúc phúc cho đôi duyên mới. Kính thưa các cô, thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì hai cháu từ nay đã chung nhà, chung cha, chung mẹ, chung bà, chung ông. Con vui thì cha mẹ cùng chung ở bên tình, bên nghĩa, ta cùng chung non. Thưa quý vị, thời gian thì vẫn còn dài, nhưng đường về nhà gái thì còn dài hơn. Lấy gì đáp nghĩa trả ơn công cha, nghĩa mẹ, xóm thôn vẹn tròn. Tôi nay đại diện gia đình xin gửi tới quý vị nghĩa tình đậm sâu. Nào chú rể, kìa cô dâu, nghĩa tình chồng vợ, có đôi câu kính chào. Hãy ra phía cổng lối vào, ngập ngừng em có lời chào cảm ơn. Thưa quý vị, buổi lễ tân hôn đã hết rồi. Cảm ơn quý khách khắp nơi nơi, chẳng quản thời gian và thời tiết, đến mừng hạnh phúc của đôi đôi. Xin chúc mọi người ra về mạnh khỏe, bình an, hạnh phúc. Mặt
anh yêu hỡi, lại gần đây với anh. Anh sẽ nói ra tương tư từ bao lâu chôn giấu. Em có biết rằng từ khi ta thuộc về nhau, với anh tìm một ngày buồn thật khó khăn. Này người anh yêu hỡi, lẽ sát môi em lại đây. Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yên nhé, và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi. Thấy không, con tim anh nói rất cần em. Cứ mãi như vậy thì tình ta sẽ chẳng phai nhòa. Và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu, mong rằng tình đôi ta sẽ mãi mãi được bền lâu. Tương lai xa lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời, nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có em. Này người anh yêu hỡi, ghé sát môi em lại đây. Anh sẽ trao lên đôi môi kia bao yêu thương nhé. Để yên nhé, và vòng tay sau lưng anh ôm chặt đi. Thấy không, còn tim anh nói rất cần em ơi. Cứ mãi như vậy tình ta sẽ chẳng phai nhòa, và một thời gian sau em sẽ là cô dâu. Dù anh luôn biết sẽ thật khó đến ngày mà anh luôn mơ thầm, nhưng mong lắm ngày gọi em là vợ yêu ơi. Mỗi đêm anh nhìn lên trời cao luôn nguyện cầu, mong rằng tình đôi ta được bền lâu. Tương lai xa lắm cũng chẳng biết ta yêu nhiều hơn hay xa rời, nhưng anh hạnh phúc vì hiện tại đang có em.